Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh vừa trình Ủy ban Nhân dân thành phố giải pháp đảm bảo an toàn đối với thịt heo bằng smartphone. Chỉ cần tải phần mềm vào điện thoại của mình và dùng phần mềm đó để quét tem là người tiêu dùng có thể truy ngược được nguồn gốc của thịt heo. Đây là một phần của dự án mô hình chợ thí điểm an toàn thực phẩm được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao cho Sở Công Thương thực hiện. Trong giai đoạn 2016-2020, theo quy trình này, một con heo được đeo hai vòng nhận diện ở cả hai chân sau và kích hoạt từ khi bắt đầu nuôi đến khi xuất chuồng. Nếu đạt chuẩn, các con heo sẽ được cấp giấy chứng nhận kiểm dịch điện tử. Tiếp theo, khi giết mổ, nhân viên kiểm dịch tiếp tục đóng dấu xác nhận tem vệ sinh thú y điện tử lên thân heo. Khi đến chợ, các ban quản lý tại đây sẽ dùng máy đọc để kiểm tra và chỉ đồng ý đưa vào những lô thịt có nguồn gốc rõ ràng. Còn các tiểu thương sẽ kích hoạt các tem tiểu thương dán lên miếng thịt bán cho khách. Từ đó, người dùng có thể kiểm tra được xuất xứ trợ heo, ngày xuất chuồng, tên kiểm dịch viên, lò giết mổ. Dự kiến chương trình này sẽ được triển khai thí điểm tại 12 lò mổ tập trung, 2 chợ bán sỉ là Hóc Môn và Bình Điền, 5 chợ bán lẻ là Bến Thành, Hòa Bình, Bầu Cát, Thái Bình, An Đông cùng một số siêu thị. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, nhận thấy việc chăn nuôi hiện nay sử dụng các loại chất cấm ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Chính vì vậy, chị Phùng Thị Thảo ở thôn Liên Hương, xã Đạ Rờ Sa đã tận dụng hơn 50 m² đất sau nhà để làm chuồng trại chăn nuôi gà vịt.